Xin chào anh em là Tú. Hôm nay em Tú sẽ trên tay cho anh em một thương hiệu thuộc phân khúc hàng đầu của thế giới. Và thương hiệu này nó sẽ nằm trong top 4 thương hiệu cao cấp nhất nhé. Thì top 4 thương hiệu đó là Patek Philippe, Audemars Piguet hay là Vacheron Constantin. Cùng đó là thương hiệu Breguet. Thì thương hiệu này là một thương hiệu cực kỳ lâu đời, cũng như là có một cái lịch sử phát triển cũng như bộ máy cực kỳ là uy tín. Và ở đây em sẽ có là dấu của chiếc dấu dealer của chiếc đồng hồ này, với ngày mua là 14 tháng 10 2014, và mã máy ở đây 5140BA-12-9W6, cùng với đó là dấu đại lý đây. Tuy date 2014 nhưng mà em này tình trạng còn rất mới anh em nhé. Và sẽ còn một cái hộp gỗ ở đây. Breguet họ làm rất là tuyệt vời, với một hộp gỗ rất là dài. Hộp này sẽ rơi khoảng tầm 30mm đó. Và toàn bộ cái hộp gỗ này sẽ được làm bằng gỗ óc chó anh em nhé. Đó, nên là anh em nhìn các đường vân này cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó, sơn bóng rất là đẹp. Và chúng ta sẽ có là dòng chữ Breguet 1775 ở đây. Ok, em sẽ mở cái hộp này ra và sẽ trên tay cho anh em chiếc đồng hồ này. Đây là một chiếc thuộc dòng thanh lịch. Đó, em nó sẽ có một cái bộ dây zin như ở đây. Đó, đây là bộ dây zin của chiếc đồng hồ này anh em nhé. Tuy mặt trong nó hơi xấu một chút, nhưng mặt ngoài anh em có thể thấy mặt ngoài còn rất là đẹp. Cùng với đó là một bộ dây sơ cua em đã lắp trên chiếc đồng hồ này. Đó. Ok, thì trên tem đang là một chiếc Breguet thuộc phân khúc hàng cao, và em này nó sẽ toàn thân sẽ được làm bằng vàng khối 18K, màu yellow gold hay màu vàng chanh. Thì mặt số chiếc đồng hồ này sử dụng là mặt số màu trắng và được hoàn thiện giữa đường vân lổi Gulche ở chính giữa. Cùng với đó là các lơ chứa các cọc số thì sẽ được đánh hoàn thiện phay xước, và chúng ta sẽ có là cái khắc dòng chữ Breguet và logo thương hiệu của hãng ở hai bên này. Đó, anh em nhìn có thể nhìn thấy giữa góc hai bên này. Đó, có thể thấy khắc chuyện. Một điểm rất là đặc biệt nữa đó là bộ kim mắt ngỗng. Bộ kim mắt ngỗng này thì anh em có thể thấy kim này được Breguet làm rất là đẹp. Đó. Các hãng khác thì chúng ta cũng sẽ thấy được một số hãng khác cũng làm kim kiểu hình tròn ở đầu kim này. Đó, và vuốt nhọn lại, nhưng mà cũng chỉ là hình tròn thôi. Nhưng mà Breguet họ làm rất là tuyệt vời với phần như kiểu là phần trăng khuyết vậy. Đó, anh em có thể thấy. Nên là bộ kim mắt ngỗng của Breguet rất là nổi tiếng. Toàn bộ ba bộ kim này sẽ được là kim lung xanh anh em nhé, với ô kim dây ở góc lạp 6 giờ đây. Đó, phần ô kim dây sẽ được làm là tụt xuống so với phần mặt số, cùng với đó là các vạch chia phút với 60 phút ở bên trong, và kẻ rất nhiều đường vân caro ở trên cái mặt bên lòng bên trong này. Đó, bộ kim dây, cái kim dây cũng được xem làm đuôi kim làm kiểu hoa văn rất là tuyệt vời. Cọc số La Mã cổ điển, và em này thì sẽ có size là 40mm và độ dày sẽ khoảng tầm 9mm anh em nhé. Mặt kính sapphire cong phủ chống lóa hai mặt, nên là anh em nhìn mặt kính này nó rất là tuyệt vời. Đó, phần chúng ta sẽ có một phần liềng được đánh bóng, và phần chạy xung quanh phần giữa phần thân này sẽ được kiểu làm băm, đó kiểu khía rất là đẹp. Và mặt đáy sẽ là đáy kín, với cả phần đáy này cũng sẽ được làm bằng vàng khối. Chiếc này là một chiếc siêu lướt anh em nhé, anh em có thể thấy. Và bên cạnh này em cho cái lúm đây. Lúm này rất là nhỏ xinh, anh em vặn lên sẽ là lên con tay, và rút ra một lớp sẽ chỉnh giờ. Chiếc này sẽ không có ô lịch thì anh em chỉnh chức năng khá là dễ. Đây là bộ dây sơ cua, và bộ dây này có màu lâu đen. Đây là một bộ dây rất là đẹp, cùng với đó là khóa xiên. Khóa xiên là mặt trước chúng ta sẽ là khóa trơn, và mặt sau thì chúng ta sẽ có là các triện 70-18K ở đây. Ok, cùng đến với mặt sau thì em nó sẽ sử dụng bộ máy là 502.3SD với 46 giờ tích cót, 35 chân kính, độ sai số là cực kỳ chuẩn xác anh em nhé. Cộng trừ tầm khoảng 2 giây một ngày. Đó, bộ máy in-house do chính Breguet tự sản xuất và chế tạo.
Thì em này sẽ có một cái đáy được làm rất là đẹp với các đường vân sóng ở bên ngoài này đó, bao quanh. Cùng với đó bên trong sẽ là chúng ta sẽ có là dòng chữ O750 18K và chữ automatic ở đây và dòng chữ Braget đó. Em này thì giá hãng bán mới sẽ rơi khoảng tầm 461 triệu, còn giá sách tay sẽ là 365, tầm khoảng 365. Nhưng mà em Tú đang có một chiếc này siêu lướt đó, còn đầy đủ hộp sổ, cùng với đó là bộ dây zin, và em vẫn sẽ tặng cho anh em một bộ dây cá sấu handmade đẹp như thế này nữa. Thì bên em đang bán cái mức giá là loanh quanh 220 triệu đó, cho chiếc Braget này. Anh em nào mà muốn một chiếc thương hiệu cao mà không quá nổi bật thì chiếc Braget này sẽ rất là phù hợp đó, và em nó cũng rất là nhẹ nhàng và thanh lịch nhá. Ok, em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc đồng hồ này. Với size 40 của Braget thì cũng khá là dễ đeo. Cổ tay em cổ tay 16 thì lên tay em cũng đã rất là vừa vặn rồi. Anh em cổ tay tầm như em hoặc to hơn thì cũng có thể đeo chiếc đồng hồ này rất là tuyệt vời. Đó, anh em lên tay em rất là đẹp đúng không anh em? Riêng Braget thì em thấy màu vàng vàng này là cái màu đẹp nhất. Đó, vàng hồng chưa chắc đã đẹp bằng cái màu vàng vàng này. Braget phải đeo vàng vàng thì nó mới là mang đến cái vẻ sang trọng. Ok, thì anh em quan tâm chiếc đồng hồ này của em thì phải qua trực tiếp shop để lên tay, cũng như để lại tin nhắn cho em để em về tư vấn trực tiếp cho anh em nhé. Các thông tin liên hệ Facebook cá nhân hay Zalo hay thông tin về em thì em có để phần dưới mô tả, anh em có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc qua số điện thoại 0366621996. Em Tú rất hân hạnh được phục vụ anh em. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.